Hả? Đi coi nhà tiếp chứ gì. Đi lựa cái mặt bằng hả? Nhóm mình cắt chưa? Rồi ok vô rồi. Hai bên là được chưa? Rồi, giữ nha. Bên đấy sẵn rồi. Vô không? Rồi xuống đi, xuống đây tới khu này xuống đi để anh xử cho. Lâu lâu cho thỏa mãn đam mê cái coi. Để làm riết mốt lục nghề. Để mốt nữa lục nghề sao? Ra mà ông xiết luôn đi. Rồi để hạ lỏng luôn hả? Em sợ lòi dây thì sống. Kéo lên được mà. Đúng rồi nè. Rồi ok. Rồi xong rồi. Bật bóp xuống. Rồi xiết góc đi. Đúng rồi, em rồi. Con mắt nó nằm đâu. Em để vậy sao nó đọc. Bậy quá bậy quá. Mày quay tao gì vậy em? Ok. Rồi. Để có khăn lau chùi cái rồi để cho chỉnh. Chỉnh xong rồi xiết lại. Rồi để cho hành điểm đi. Rồi, nó hơi bị lệm chỗ này. Cái rồi, ok đẹp luôn hả? Chuẩn. Rồi, xuống luôn đi. Nó nát như cái tivi luôn. Nó sáng rực luôn. Rồi. Nhưng mà nó không lại vì nó là led nên cái cường độ ánh sáng này nó đi thẳng tiếp nhiều. Cái tương phản nó tốt lên. Ok, như vậy là các bạn vừa thấy là buổi hôm nay là một cái buổi mà phòng trải nghiệm của Thiên Phủ sẽ update một cái con mà sẽ tập trung cho năm nay. Và đây là một sản phẩm Epson, mã của nó là LS12000B. Thì tại sao mà Thiên Phủ lại update cái con này trong cái phòng demo chính của mình? Và trước đây là mình đang demo cái phần con máy chiếu cao cấp của Sony 270S. Thì hôm nay thì mình sẽ chọn là Epson. Tại vì năm nay thì theo Vũ thấy và cũng đã được trải nghiệm thì cái mẫu Epson chỉ riêng mẫu Epson LS12000B này nó làm cho Vũ thích. Và nó là một cái máy chiếu trong cái tầm phân khúc và giá cao cấp, và nó nằm trong cái giá mà khách hàng có thể chạm được, và nó đáp ứng những tiêu chí mà năm nay dành cho những cái phòng giải trí mà có tích hợp đa dạng, bao gồm là phòng giải trí all in one, bao gồm là xem phim, karaoke, rồi nghe nhạc hay là xem truyền hình. Tại vì với cái cường độ sáng của riêng cái máy Epson này thì nó với cái mức độ cường độ sáng rất là cao. Cái thứ hai là cái độ màu sắc cũng như là độ ấm của nó rất là rực rỡ. Về thương hiệu Epson thì chắc Vũ sẽ không quảng cáo nhiều về thương hiệu này. Thì vì thương hiệu này các bạn, những khách hàng mà nếu mà làm doanh nghiệp, làm những về cái ngành in may mặc hay làm về những cái ngành mà in công nghiệp thì chúng ta sẽ biết về màu sắc thì Epson nó rất là nổi tiếng rồi. Thì bây giờ Epson nó sẽ có ra một cái hệ dành cho máy chiếu dòng home chuyên cho cinema. Thì máy chiếu thì các bạn biết là về cái cường độ sáng nó rất là thấp, nhưng riêng với con Epson này thì cái cường độ sáng nó rất là tốt luôn. Tại vì khi mà chơi trong một phòng giải trí bao gồm là xem phim, bao gồm cả karaoke, thì cái việc mà karaoke thì các bạn sẽ thường sẽ bật những cái cường độ ánh sáng trong cái môi trường căn phòng. Thì những cái máy chiếu mà khác thường là nó sẽ bị mờ đi và chúng ta xem sẽ rất là mỏi mắt. Nhưng mà riêng với Epson này, các bạn có thể khi mà chúng ta bật tivi và cái cường độ sáng nó vẫn rực giống như một chiếc tivi. Đương nhiên là về cường độ sáng thì nó sẽ không thể nào rực 100% giống như tivi được. Nhưng mà Epson nó đã làm rất tốt với một cái cường độ phần trăm rất là cao, khoảng 80%, gần tương đồng với là tivi. Thì một điểm khá là hay dành cho Epson rồi. Đó là lý do mà Vũ chọn cái con 12.000B này để khách hàng trải nghiệm được cái những cái phòng giải trí all in one, bao gồm xem phim chuyên nghiệp và bao gồm cả về karaoke với cường độ sáng đáp ứng được tất cả những tiêu chí mà Vũ muốn đưa đến cho khách hàng. Các bạn mà những khách hàng mà muốn trải nghiệm cái con máy chiếu này, các bạn có thể đến showroom của Thiên Vũ để các bạn có thể trải nghiệm được, coi cái Thiên Vũ review cái con này, chọn cái con này, coi nó có phù hợp không. Và giá con này đâu đó khoảng rơi vào 200 triệu các bạn ha, thì sẽ nhỉnh hơn
nhỉnh hơn con Sony một tí xíu, nhưng mà về cái chất lượng mang lại của con này á, là hiện tại con này là 4K 60Hz, và nếu chúng ta chơi ở chế độ những bạn mà chơi gaming nữa, gaming á, thì nó sẽ có 1080 với tần số quét là 120Hz, thì nó sẽ phù hợp bao gồm chơi game, xem phim, nghe nhạc. Như Vũ đã chia sẻ là dành con 12.000B này là một con rất là đặc biệt, rất là khó tìm để đánh cho những cái phòng giải trí mà tích hợp bao gồm xem phim, nghe nhạc và ca hát trong một phòng duy nhất. Thì đây con này nó đáp ứng mọi thứ và đầy đủ tiêu chí, và mức giá chỉ là 200 củ thôi. Ok, bây giờ thì anh em đã lắp xong rồi. Bây giờ Vũ sẽ review sơ qua cho các bạn coi một cái đoạn demo từ hãng của hàng Epson này, coi nhìn nó đẳng cấp như nào, nó to thế này các bạn. Nó rất là to các bạn, độ dày của nó và độ thẩm mỹ của nó rất là cao, và cái độ build hoàn thiện nó cực kỳ cao luôn các bạn. Luôn cả cái phần này hãng các bạn, họ rất là thông minh cái chỗ là khi mà mình cắm dây từ ở trên đi xuống mọi thứ, là nó có một cái nắp bo ở phía sau, nó che hết hoàn toàn các cổng dây nhợ luôn, là hầu như chúng ta nhìn nguyên một cục máy chiếu thế này luôn là không thấy một sợi dây nhợ nào, dù là chúng ta đang treo lửng nha. Còn nếu chúng ta có điều kiện mà phòng mà to mà cao nữa, chúng ta sẽ đặt ở phía sau cuối phòng thì cũng rất là tốt. Nhưng mà đối với những trường hợp mà với kinh nghiệm của Vũ đi làm, thì đối với những cái phòng mà karaoke, đối với trần cao thì các bạn sẽ treo ở phần phía sau, còn đối với cái trần mà ở dưới 2m6 các bạn nên treo ở phía giữa, tại vì nó sẽ tránh cái trường hợp là khi mà chúng ta hát karaoke chúng ta đi đây đi đó. Còn nếu phòng mà rộng thì chúng ta có thể linh hoạt các bạn ha. Nói chung là về máy chiếu thì nó sẽ có những cái kinh nghiệm tùy theo mà khách hàng có những chức năng giải trí nào, thì mình sẽ treo nó ở một vị trí phù hợp để không vướng bận khi mà chúng ta đang trình chiếu về phim, trình chiếu karaoke hay giải trí karaoke mà bị vướng cái này. Nói chung là nó cũng rất là nhiều thứ để mà khi setup cũng sẽ tư vấn khách hàng một cái bố cục làm sao cho nó chuẩn nhất và phù hợp nhất. Còn về màu sắc thì Vũ rất là thích cái con này, tại vì Vũ biết là phong cách người Việt Nam mình thích là đẹp, sáng và rực rỡ, và đặc biệt con này là đang mang lại một tiêu chí mà Vũ thích nhất, chính là cường độ sáng cho đến màu sắc rực rỡ nó đáp ứng rất là cao, và nó sẽ giống như khách hàng thích, những khách hàng mà thích mà sáng giống như tivi thì con này đang đáp ứng được điều đó. Mà kiếm những cái con khác ở trên ngoài thị trường thì rất là khó cho các bạn. Và dù là mình đang mở đèn nha, hệ thống mình đang mở đèn, cameraman có thể quay lại phía sau cho mọi người coi. Đây phía sau là một cái background, và mình cũng đang mở một cường độ ánh sáng của căn phòng này rơi đâu đó khoảng tầm 60% cường độ ánh sáng. Thì thật ra cường độ ánh sáng này đôi khi nó lại còn sáng hơn cả phòng của khách hàng dùng đó, khi mà những phòng mà giải trí xem phim nữa. Mà đối với con này thì ngoại trừ chúng ta lắp đèn né cái chỗ màn chiếu ra, thì các bạn lắp đèn trắng xung quanh, thì Epson 12.000B này, LS12.000B này vẫn đáp ứng được cái chữ hay là hát karaoke chữ nhỏ, các bạn vẫn thấy được điểm sắc nét và không cảm thấy nó bị mờ, bị nhạt đi. Và một điểm nhìn nó rất professional của cái con máy chiếu này mà với giá thành này thì nó rất là đẹp là có hệ thống bảo vệ, và con này sử dụng là hệ thống laser nha các bạn ha, chứ không phải là bóng nha các bạn ha. Và khi mà mình tắt lên cái này nó chạy ra nhìn rất là đẳng cấp. Đó, các bạn thấy đã không? Rồi, khi mà mình mở lên thì nó sẽ được tự động, nó sẽ mở ra, nó sẽ bảo vệ bụi, bảo vệ bóng cho tất cả các bạn mà khi sử dụng cái con này. Đó. Và đặc biệt á, là độ ồn. Độ ồn của những con này thì nó sẽ hầu như là cực kỳ thấp, thì nó sẽ giải quyết khi mà chúng ta chơi, hoặc là dù con máy chiếu này có nằm ở trên đỉnh đầu chúng ta, hoặc là đang xem phim hay là đang nghe nhạc, thì cái độ ồn này nó sẽ không tạp vào khi mà chúng ta play một bài hát nào đó hay là play một bộ phim đó. Nó không hề ồn, dù là không gian rất là tĩnh luôn nha các bạn ha. Nên đây là một điểm rất là đặc biệt. Cái thứ hai nữa là cái việc mà tắt và mở của những con laser thế này á, rất là nhanh, nó giống như cái tivi các bạn. Nó không cần phải chờ làm mát, không cần phải chờ quạt thổi ù, nói chung là nó giải quyết rất là nhiều thứ. Ok, đây là những cái điểm mà cơ bản. Còn về hình ảnh thì các bạn chờ video sau, Vũ sẽ review chi tiết về cấu hình, phần cứng của những con này và những cái độ phân giải của con này cho các bạn. Cụ thể, các bạn có thể truy cập vào web Epson và search mã LS12000B để chúng ta có thể truy cập vào web nước ngoài và tìm hiểu và thông tin đầy đủ. Hoặc là có thể tìm lên cái kênh review của Thiên Vũ hoặc là kênh review của nước ngoài, các bạn sẽ thấy họ review những cái con này rất là nhiều. Ok, mời các bạn cùng đến Thiên Vũ trải nghiệm thử con máy chiếu này 200 triệu đó các bạn. Yeah.